Điểm của chú đi chú. Tôi là người công chức nhà nước và phục vụ đảng nhà nước 40 năm từ đảng rồi. Dạ. Cái điểm lớn nhất là mải mê công việc nhiều quá, quên mất gia đình mà suốt ngày đi công việc. Nhưng mà chú chia tay với bà xã bao lâu rồi? Chú chia tay bà xã 12 năm rồi. Chú có hai người con cháu, một trai một gái. Rồi hiện nay chú ở với ai? Chú ở một mình thôi. Một mình ở Vũng Tàu luôn. Dạ, một mình Vũng Tàu. À. Bây giờ mình nói về ưu điểm của mình đi cô hả? Ưu điểm của Thủy đó là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và rất là nhanh nhẹn. À, nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chính cái ưu điểm đó làm ra các những cái hạn chế của mình. Cái hạn chế lớn nhất rất là thông minh. Tôi là Nguyễn Văn Tuyên ở thành phố Vũng Tàu, công tác phục vụ đảng nhà nước được rất lâu rồi, đến bây giờ đã về hưu nghỉ hưu. Trong thời gian mải còn trẻ công tác thì còn phấn đấu và học tập nuôi các con, ngẩng lên thì đã đến tuổi về hưu rồi, chào cho linh ạ. Dạ. Thế bây giờ sống một mình thấy nó già mà nó cô đơn quá. Bây giờ từng đến tuổi mà ăn xong phải đi rửa cái chén, đi chợ mua từ cái gói bột ngọt và gói nước mắm rất là khổ. Thì bây giờ chỉ cầu mong nhờ chương trình tìm giúp một người, chứ với tuổi chú chả kén chọn gì nữa rồi. Dạ. Làm sao đúng nghĩa của người vợ, tức là bình thường đấy. Mời nhà gái. Dạ. Dạ, à, trân trọng kính chào anh Quyền Linh và cái chị MC đây. Dạ. Mình tên là Thủy, họ là Lê và tên đầy đủ là Lê Thị Thu Thủy. Và năm nay là mình 53 tuổi. Chú ơi, cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của chú đi chú. Tôi là người công chức nhà nước và phục vụ đảng nhà nước 40 năm từ đảng rồi. Dạ. Cái điểm lớn nhất là mải mê công việc nhiều quá, quên mất gia đình mà suốt ngày đi công việc. Nhưng mà chú chia tay với bà xã bao lâu rồi? Chú chia tay bà xã 12 năm rồi. Chú có hai người con cháu, một trai một gái. Rồi hiện nay chú ở với ai? Chú ở một mình thôi. Một mình ở Vũng Tàu luôn. Dạ, một mình Vũng Tàu. À. Bây giờ mình nói về ưu điểm của mình đi cô hả? Ưu điểm của Thủy đó là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và rất là nhanh nhẹn. À, nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chính cái ưu điểm đó làm ra các những cái hạn chế của mình. Cái hạn chế lớn nhất rất là thông minh, nó mạnh mẽ như vậy nhưng mà cái hạn chế của mình á hay nhõng nhẽo, hay hờn quá, chút xíu là giận, nhưng mà giận có mau quên không? Giận rất là mau quên. Cô Thủy trước đây là làm công việc gì ạ? Thủy thì trước đây đến bây giờ đều là giáo viên. À, dạ. Giáo viên dạy trung học cơ sở. Cô dạy ở đâu ạ? À, dạy ở một cái trường ở huyện Tâm Bình, Vĩnh Long. Dạ. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Cô dạy ở Vĩnh Long, như vậy là cô ở Vĩnh Long luôn không? Ở Vĩnh Long. Vĩnh Long luôn. Bây giờ mình đang ở Vĩnh Long với ai? À dạ em hiện ở Vĩnh Long là mình. Mình luôn hả? Dạ. Đây ở Vũng Tàu mình. Dạ. À, hai người hai mình hai nơi. Dạ. Biết đâu mình về chung một mình. À một nhà đó. Ủa về chung một mình. Về chung một nhà. Về chung một nhà. Nó dọn chung một mình đó, một mình rồi kêu ở một mình nữa. Bây giờ mình cho nhà trai biết là bên đó mình có mấy người con rồi. Dạ thưa em, bên đây em có hai con. Hai con. Hai trai hết. Một trai thì 32 tuổi đã có gia đình và em cũng đã có hai cháu nội gái. Trời vui khỏe rồi. Có gọi là mong muốn tìm một người vợ như thế nào không chú? Chú chỉ cần một người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là thực dụng nhưng mà không được mắc lỗi lần gì cả, kể về chính trị và tình kinh tế. Theo Thủy thì cái yêu cầu đó cũng không cao gì lắm. Tại vì nói thật ra thì bao nhiêu năm là làm thì chỉ lo nuôi con, để cho con thành đạt thôi, cho nên thành ra không có lo cho riêng mình. Cho nên cho đến giờ phút này một cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình cũng chưa có nhà riêng, vì ở một mình mà không có nhà riêng. Mà cô Thủy mong muốn là có tính cách như thế nào? Cái nói chung thì cô Thủy vẫn đơn giản. Dạ. Đó là cũng không cần về cái vật chất gì nhiều. Đó, tại vì cái tuổi này mình cũng không ăn bao nhiêu mà mình cũng không xài bao nhiêu. Dạ. Đó không cần nhiều, chỉ về yếu tố tinh thần là thôi. Bốn trong nằm trong bốn chữ thôi, chính nhân quân tử, chính nhân quân tử. Thôi giờ hai người lớn gặp nhau đi. Dạ đúng rồi, cho nó chứ dễ cái này đi. Bọn hả? Trẻ của tụi con cũng không biết làm đúng sao rồi. À. Thôi mở rào. Mở rào. Mở rào. Trước hết nên đây cũng là một cái duyên. Dạ. Tôi xin tặng chị cái món quà. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ lên kia bằng chị em dạng anh không chịu đâu. Anh em chứ anh nói tặng chị em buồn lắm luôn á. Anh tặng em. Dạ tặng em, dạ em cảm ơn anh. Cô ơi mình khui quà ra coi chú tặng cô gì. Khui luôn hả? Dạ khui luôn. Khui không có ngại không? Dạ không. Dạ. Tại vì thông cảm là em thông cảm là bộ áo dài nhưng không biết số đo bao nhiêu cứ mới ăn án. Tức là nếu không được thì tôi có thể tôi sửa lại cho được. Dạ. Trời ơi. Dạ là rất cảm ơn anh. Dạ. À, cái bộ áo dài thật đẹp và cái màu này cũng là màu em thích. Đó là màu kem dâu. Màu kem dâu. Cô ơi, dạ. Dạ em cảm ơn. Mở ra đi cô. Ủa là mai sẵn luôn hả? Đúng rồi, đang đưa quần để nó cầm đây. Dạ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Dạ dạ đúng thử cho em coi, chắc vừa ha, tại em nhìn cái này là vừa. Dạ. Đây, nói chung thì cái em cũng ở nơi xa mà cái công việc của em thì tại vì em còn có công việc á cho nên em cũng gấp rút, em không có chuẩn bị gì quý giá lắm cho nên này một món quà đơn giản và món quà này đến đây là cái duyên rồi. Cảm ơn chương trình rất nhiều, thứ hai là cảm ơn em từ Vĩnh Long lên đây, anh từ Vũng Tàu tới đây, thực sự mà nói là rất chờ đợi. Thế chú, nhưng tôi còn xin phép chú nha. Không có nghe cái vụ mà gì nợ nần gì đó, mình mới quen nhau mình thỏa thuận cái vụ họ đừng có nợ nần gì vài ba tỷ hả chú hả? Nợ nần sao mà chú trả được? Nhưng khoảng nhiêu chú trả được? Cái dưới đó là trả được. Dạ chắc nếu mà nói nợ chắc không nợ đâu. Ok. Dạ nợ là em sữa. Không có nợ đâu tại xin lỗi anh, dạ. Nhắn cách nhà em làm câu nữa. Tức là hiện nay em còn dạy học không? Dạ còn.
còn mấy năm nữa ta? Dạ em còn 3 năm nữa hết, hôm nay còn 2 năm nữa. Chờ 3 năm bên đây chờ không nổi đâu. Nổi. Nổi hả? Nổi cháu. Ta đang ở mình buồn chú ơi. Cháu. Mình nói ở đây là phải có trách nhiệm. Dạ. Dạ. Thứ nhất là không xin nhờ gì nữa. Dạ. Anh hết rồi. Anh hết rồi. Cố hết lực. Để cho nó quán chết hết tư tưởng. Nhưng con của em sẵn sàng về anh nuôi được. Anh rất thèm gì cả. Một sống bươn trải từ Bắc rồi làm, chỉ có đi làm một mình và sống một mình. Em biết rằng bỏ vợ 12 năm nay không? Em biết rồi. Bút hết mực vậy là anh viết nhiều quá cho nên hết mực. Hiểu rồi, chờ 3 năm được cháu. Đáng chờ chú hả? Đáng chờ. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mình đi xe tấp 24 phút tàu lên Vĩnh Long. Vĩnh Long dễ mà. Đúng. Nhưng mà cô hỏi chú kìa, bút hết mực, bút hết mực. Xài viết nhiều quá. Nhiều quá hết mực chứ còn anh không viết nhiều sao hết mực được. Hay là để lâu quá thì khô hết mực à? Để tiết để khô. Thứ hai nữa là có thể nó khô chú ơi. Khô. 12 năm dắn vợ rồi lấy đâu mà xài. Thứ hai nữa là như này. Thực ra về cái khoản đó là chú xin lỗi tất cả cháu ở đây, đây cả cháu hết nhé. Thông cảm với anh chị nào lớn tuổi, cả cháu thông cảm nghe. Không có câu kia bằng chú đó. Không chỉ biết là xin lỗi chị ngay từ đầu vào là vỡ tay xin lỗi rồi. Ngày xưa rất yếu khoản này. Tất nhiên là sao tại sao có con thì phải lên bệnh viện từ dũ. Cho nên là tính như thế cho nên bà xã thôi nhiều đêm đã không phải đi bay lên trời rồi mà cho nên bỏ tôi. Tôi thấy như là quá hạnh phúc. Dạ được chú ha. Vậy mà nãy kêu mình bằng chị trời ơi. Về mặt giao diện là chú đồng ý hết ha. Ở cơ quan quen tướng về chỗ làm việc cứ chị chúng tôi. Chị thấy chú bên này sao? Nói chung tôi nhìn sang trọng quý phái cũng trẻ trung cho nên nó nhìn thấy anh mà nói mà cái anh cái đứa tuổi đó thì em không tin dạ. Màu đen lắm dạ. Mọi người đó, cho nên thành ra là cũng người cũng xì tin dạ. Cái mái tóc nó xì tin lắm luôn á. Chú hát bài rồi tặng cho. Bây giờ thì xin lỗi các cháu nhưng tuổi chú bây giờ hát cái gì nữa? Vậy thôi, nếu hát vậy thì em hát hai cho anh được không anh? Được, em hát vậy đó. Đó, rồi, con trả sân khấu cho cô chú. Đó, để chú hát cho chú nghe. Vậy em xin hát tặng cho trước tiên là anh nha. Rồi sau đó là anh Huyền Linh và bé Ngọc Lan cùng quý thân bằng quý thuộc khán giả một cái bài hát là có tên gọi đó là Chờ Đông. Mình nắm tay chú mình hát đi cô. Dạ. Dạ, rồi. Dạ. Rồi bắt đầu. Anh ơi có phải ngoài trời đã mưa? Anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông mái ấm em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Rồi đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ông bảo đảm với chú là về chú trẻ thêm bao nhiêu tuổi nữa. Biết đâu về trẻ khỏe nó lại đẻ con thì chết. Đến chú được chú yeah. Thấy ổn không? Được ha, ổn ha yeah. Chúng ta ôm nhau trao nhau cảm xúc cái gì nào? Đó. Dạ yeah. Bây giờ thế này này, thế này. Dạ. Bây giờ thì anh đi đây, người đây. Và thực tế là như thế. Lên đây thì anh có sợ anh không dám nói. Thật. Thế nhưng có điều là em phải tin một điều thật. Dạ. Anh nên đến đây là anh đã có con đã tìm cho anh. Dạ. Thế nhưng có điều là như này này. Cái xấu của anh có thể nói ra mà người ta chấp nhận được như vậy. Dạ. Còn không có xấu cả. Rượu không uống, thuốc không hút, trà không uống. Nhưng mỗi tuần hư ở sáng phải một tô bún riêu chứ thịt không dám ăn. Dạ đấy. Nhưng mà các tuần dòng là phải đi chùa với anh là bắt buộc. Đấy. Dạ. Đi chùa ha anh. Dạ. Dạ. Đi chùa thì được. Rồi, dạ. Được. Vậy được rồi ha. Dạ. Dạ. Bây giờ con với Ngọc Lan sẽ cùng bấm nút dạ. Với chú. Dạ. Chú có đồng ý bấm nút không? Chú đồng ý. Cô có đồng ý bấm nút không ạ? Cô đồng ý. Hai người nắm tay. Rồi, hai người đã đồng ý bấm nút. Chúc mừng. Em... Chị Trà, chị Lan. Em chia lắm. Mẹ em chia lắm. Chị Trà, chị Lan. Anh sao? Anh thì anh cũng con gái. Con gái thì dễ hơn em. Cái bánh hồi nãy em làm có đường nhiều không? Có đường nhiều, em đang một hộp nước này em ăn là không thể ăn sao anh? Ý là nãy giờ ăn đúng đồ ngọt hả? Nói gì cũng ngọt hả? Thôi, bây giờ mình tính ra mình lấy vợ gì mình ở đâu, mình chuẩn bị gì để 2 năm nữa mình lấy vợ này đó. Nói cho bạn gái biết đi.
Điều qua thì anh vẫn nhớ sống là việc là du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thì em thì như thế nào? Nếu tôi thở bình thường thì cũng nửa lần từ đó về thì nửa lần đó là tóc thì về với nhau cao tóc gần xong rồi đó. Dạ. Chuẩn bị đi được rồi đó. Cao tóc xong hai đứa cưới nhau là vừa đó. Cưới mỗi nhà được chưa? Dạ. Cưới xong ở đây hai đứa cưới nhau là ở đâu? Dạ thì hiện tại thì có mục tiêu là đưa thì đó. Nếu để con ổn định Thấy em khá là nhớ.
Con giàu tương lai của chị đã nói rồi, biết là đi lại. Thấy giống như một ai đó. Xong cái tập này á mọi người, xong cái tập này là chúng ta có ra xuất bản một cuốn sách là 36 kế từ gái. Rồi bây giờ em trai hát tặng em gái bài đi. Anh sẽ đọc một bộ bài kéo của anh. Làm chưa mất tâm hai đứa cùng hát đi. Sẽ luôn thật gần bên lắm. Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là hồng tay em. Sẽ luôn là bên em. Giờ gái thì một tài năng của mình đi, nghe nó nhảy được đó. Chỉ cho nó hướng dẫn vài điệu đi. Chỉ vài cái đi. Còn tập thế đi, tập trước đi. Nào là phải là đọc đi đâu thích. Đó. Rồi, vô. Bắt đầu. Xíu, nhưng đợi lúc chúng ta lắng lòng lại, nhắm mắt lại, kiểm tra thực sự bằng trái tim của mình xem đây có phải là một nửa bên ghét của mình hay không, đây có phải là một người mình cùng nắm tay suốt cuộc đời hay không. Nếu đúng, bóng luôn, rất là luôn. Còn nếu không, đừng làm mất thời gian của nhau. Không cần bấm. Chuẩn bị. Hai bạn chuẩn bị nhé. Một, hai, ba. Chứng tỏ là vẫn chưa có yêu lần nào hết. Rồi thấy sao thích? Thấy khó ok hả? Khá ok, nó lộn khó.